theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, kỳ thi thứ 5 cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn được tổ chức từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4 đã thu hút gần 96.000 bài tham dự, tăng khoảng 3.300 bài so với kỳ trước. Riêng Gia Lai tăng gần 9.300 lượt thi với tổng số hơn 64.000 lượt dự thi. Một số địa phương duy trì tỷ lệ lượt thi cao như Sapa, Chư Prong. Kỳ thi này ghi nhận số lượng giải trong tỉnh đạt cao nhất từ trước đến nay khi có tới 14 trên 16 giải. Sau đây là kết quả kỳ 5. Giải nhất, Đoàn Hải Yến, xã Gia Lâu, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Giải nhì, Nguyễn Đức Tuyên, xã Gia Lâu, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Lê Thị Hạnh, Ủy ban Nhân dân xã Gia Me, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Giải 3, Lê Xuân Tám, Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Trần Thị Vinh, 63 Nguyễn Huệ, thị xã Azumpa, tỉnh Gia Lai. Trần Thị Thúy Vân, 45/68 Ngô Quyền, thị xã Azumpa, tỉnh Gia Lai. Giải khuyến khích, Đào Thị Út Dung, 139 Hoàng Quốc Việt, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, phường Hòa Bình, thị xã Azumpa, tỉnh Gia Lai. Trần Bình Phương Bảo, phòng tư pháp Sapa, huyện Sapa, tỉnh Gia Lai. Thái Thanh Huyền, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đoàn Thị Hiền, xã Gia Lâu, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Nguyễn Văn Thoảng, xã Gia Lâu, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Nguyễn Thị Hợi, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Phạm Thị Ngọc Bích, 280 Hồng Vương, thị trấn Chư Prong, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Trần Thị Trà My, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Lê Hằng, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Mang Giang, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Kỳ thi thứ 6 bắt đầu lúc 9 giờ ngày 8 tháng 4 và kết thúc vào 16 giờ ngày 12 tháng 4. Mời cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tại trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai.